Em lại chào các bác nhé. Hôm nay thì em lại lên chia sẻ vài cái cây giống cho các bác, các anh em sưu tầm. Và hôm nay thì cũng chia sẻ những cái con giống giá yêu thương về cho các bác sưu tầm nhé. Và một số cây thì nó cũng sắp lên mầm gốc hết rồi, thì em quay cho các bác đi các bác sưu tầm. Thì ở đây thì em có một cái chậu á hậu này, nó có hai thân các bác. Em chia sẻ yêu thương thôi, 150.000 hai cây. Đó, các bác mà sưu tầm thì alo cho em. Tiếp theo là một cái chậu tán viên này. Chậu này cũng khá là lâu rồi, hôm em xả cho các bác này, 500.000 hai kỳ. Đấy, 500.000, rất đẹp. Tiếp theo một cái chậu Juliet này, tuy nó xấu một chút mầm gốc đã lên rồi các bác nhé. Đó, rất là đẹp. Và hôm nay thì em xả cho các bác này, yêu thương thôi, 300.000 đồng, 300 về cho bác sưu tầm. Đó. Tiếp tục thì em đến một cái dòng cao cấp hơn một chút, Vĩnh Khang. Chia sẻ yêu thương cho các bác này, mầm gốc chưa làm. 1.200.000 đồng. Đó. Một kỳ Vĩnh Khang tiếp theo. Cũng chia sẻ cho các bác là 1,2 triệu đồng. Đó, mầm gốc đang lên li ti rồi. Đó, rất là đẹp. Tiếp tục là chia sẻ một cái chậu Vĩnh Khang số 3, cũng là hai mầm gốc, nó đang lên một mầm rồi. Đó, nhỏ thôi nhưng có vỏ. Cũng chia sẻ cho các bác cái bi này là 1 triệu đồng. Đó, cho các bác sưu tầm về lấy mầm gốc nha. Những cái giống này thì nó vẫn còn đắt. Đó, rất yêu thương thôi. Tiếp theo là một cái chậu Juliet có 2 kỳ. Đó, rất đẹp, chia sẻ cho bác là 1.500.000. Và bác nào mà sưu tầm thực sự thì lấy cái bác là 1 triệu đồng nhé. Đó, và cái giá này cực kỳ yêu thương để cho các bác sưu tầm. Và ở đây có một cái cây US là đơn số 8 này, 1 triệu 2 kỳ nhé. Và cái đơn số 5 này, Juliet, 1,5 triệu. Mầm gốc đã lên rồi các bác ạ. Đấy, em cắt nước là như các bác biết ấy, hôm nay 5 ngày chưa tưới là phá mầm gốc ra luôn. Đó, mầm gốc đang lên rồi, khá là đẹp. Chia sẻ cho các bác là con này là 1.200.000 nhé. 1.500.000 lấy 1.200.000 cho bác sưu tầm. Đó. Tiếp tục thì là một cây không tên, mầm gốc vẫn nguyên. Cây này thì là 2 triệu, mất lá rồi. Mầm gốc là bao khuế đẹp cho các bác nhé. Đó. Và cây này thì 2 triệu này, mà bác nào mà lấy được thì em để cho là 1.500.000 nhé. Đó, 1.500.000. Thì tình hình kinh tế các bác cũng nắm được rồi. Mộc trà vừa rồi rổ lên một đợt, cũng như lan vừa rồi rổ lên một thời gian. Tháng giêng là coi như giờ đã đóng băng toàn phần. Đó, cũng không giao dịch được nhiều nữa. Và các bác biết là tháng 3, tháng 4 mùa hè tới giang giang kêu lên, thì tất cả oi bức nóng, thì tất cả đều là trứng hết, không bán được cái gì cả. Vì thời tiết nắng nóng oi bức là đi làm nó mệt nhọc rồi. Thì đi mua bất cứ thứ gì cũng thấy mệt mỏi, và thành ra là nó sẽ mệt mỏi chán kéo theo. Thì cây lan thì giúp cho người thư thái một chút. Thì cái mắt ngủ không tên này, 300.000 một mắt các bác nhé. 300. Bác nào lấy hai mắt là 600. Đấy, yêu thương thôi. Tiếp tục một cái cây không tin. Cây này các bác biết rồi đấy, 2.500.000. Đơn này 2.500.000, đơn số 7 này. Đó, 2.500.000. Đơn số 8 này, đơn này là cũng là 2.500.000 cho bác sưu tầm nhé. Đấy, em cắt nước là lá đang vàng rồi này, chuẩn bị rộng này. Cắt nước cho nó đi em mầm gốc các bác nhé. Cho trong cái thời điểm này cắt nước 2 tuần liền thì một số lá sẽ bị rụng và nó sẽ tức phá mầm gốc ra rất là to. Đấy. Và cái cách làm mầm gốc này các bác cũng biết rồi, không phải ai cũng biết. Giới chơi lan thì trong năm là trong nhiều năm thì không phải ai cũng biết cái cách này. Chỉ duy nhất một người ở thành phố Thái Nguyên chỉ cho em cách này, và em thấy nó rất là hiệu quả các bạn. Mầm gốc nó rất là to luôn. Đó, con này cũng 2.500.000 này. Và tiếp theo
là một cây bảo duy. Cây này thì đẹp 2 triệu, lấy các bác là 1,8 triệu. Tuyệt vời. Còn cây số 1 này là 1 triệu. Chưa xỉ cho các bác là 800 nhé. Đấy. Còn cái cây tiếp theo là 500. Về các bác lấy mầm gốc nha. Đang trong tình trạng cắt nước để phá mầm gốc. Này lấy các bác 400. Còn tiếp theo một cây nữa. Cây này cũng lấy các bác 800 nhé. 4 cây bảo duy 800. Tiếp tục là không tên. Số 13 lấy các bác 400. Về các bác lấy mầm gốc. Và số 14 số 12 400. Số 11 400. Về các bác lấy mầm gốc nhé. Đó, không tên vừa tiền. Thay cái mắt ngủ thôi rất là lực, rất là khỏe các bác. Đó. Tiếp theo thì một cây cờ rò các bác biết rồi. Giống cũng vẫn rất là đắt. 3,5 triệu. Lấy các bác 3 triệu. Số 12 15 cờ rò 3 triệu. Lấy các bác 2,5 triệu. Và số 16 cờ rò 3,5 triệu. Lấy các bác 3 triệu. Đấy, cắt nước là nó rụng lá để cho mầm gốc nó phá ra các bác nhé. Đó, mầm gốc này đang sừng rất là to luôn. Một cây hồng Phú Quốc chia sẻ yêu thương 300.000 đồng. Cái dòng hồng này ít giống, một cây vô thường. Chia sẻ cho các bác là 400.000 đồng. Và một cái cây số 20 Ruet to, mầm gốc đang phá rồi các bác nhé. Đó, cắt nước mầm gốc phá luôn. Cây này thì nó có hai mắt. Chia sẻ các bác là 3 triệu, lấy các bác là 2,8 triệu nha. Yêu thương luôn. Đó. Cây này rất là dài, 2,8 triệu đồng. Mầm gốc đã lên. Đó. Và mọi chi tiết thì các bác mà có nhu cầu thì liên hệ cho em. Cắt nước thì nó mầm gốc nó phá rất là to nhưng nó rụng lá các bác. Nó phải qua tháng 4, tháng 5 thì nó mới phát triển lên được. Đó. Nó còn rất là sơ sài. Đấy, các bác biết là cắt nước là nó khô không có gì. Đấy, đây này. Cắt nước này các bác này, mầm gốc nó phá ra rất là nguy, rất là lực. Đó. Đây này. Đấy, những cái mắt gốc rất là to này. Đúng 15 ngày các bác tưới lại bình thường nhé. 15 ngày. Đó, 15 ngày sau các bác tưới nước bình thường thì bắt đầu nó sẽ nhú mầm xanh ra. Và bây giờ đang tức. Và tất cả nó bị khô khan, tất cả nó sẽ tập trung vào cái mầm gốc. Đó, nó sẽ bị nứt và vẽ ra như thế này các bác này. Sau đó thì nó lên rất là to luôn. Đó, tất cả đang phá đi tự nhiên. Đó, đang lên hết rồi. Nhìn nó sơ sài nhưng mà cuối năm là được một giỏ chơi to, chơi hai bề đẹp. Đây lồng chậu các bác này. Lồng cái những cái chậu này thì nó rất là thoáng, trước kia thì nó là chậu sứ. Đó, và cắt nước thì mắt gốc nó rất là to luôn. Đấy. Các bác biết không? Cho nó phá mầm gốc ra cho nó siêu to luôn. Đấy. Mầm gốc là quan trọng. Mầm gốc là quyết định cho cái cây trưởng thành năm nay đó. Đấy, nó tất như măng chi các bạn. Đấy. Đúng 2 tuần các bác tưới quay lại. Đó. Đấy các bác nhìn thấy này, đúng 2 tuần thì nó sẽ các bác tưới lại nó sẽ rất là ok nhá. Đấy. Và các bác mà có nhu cầu thì alo cho em. Đó. Năm nay thì thực sự là cũng không có chỗ để nó. Đấy, các bác thấy kín hết rồi. Kín hết rồi. Đấy, còn đây này. Đấy, cắt món này ra không biết để đâu, mới nhìn mắt luôn. Đấy, mới nhìn luôn. Đấy. Không có chỗ để luôn. Đấy. Mất lá này cũng khó bán, trả được bao nhiêu tiền. Thành ra nuôi tiếp để bán tác phẩm. Và em cũng xin chào các bác nhé.